Giữa mẹ chồng và chim sâu á, lại căng nữa rồi. Thì hôm bữa á, chim sâu nói mẹ chồng á, đuổi không cho ở nhà nữa đó. Thì đây là sự thật qua cái lời kể của người mẹ chồng chứ. Tại vì á, chim sâu á, là không có làm gì hết mà ngủ á, là tới 5 giờ sáng mới ngủ, và ngủ tới 5, 3, 4 giờ chiều mới thức, thì còn làm ăn gì được nữa. Nhưng lúc nóng á, thì mẹ chồng nói vậy thôi chứ hai chim sâu cũng đi đi về về hoài ha. Thì lúc nóng mình nói vậy đó, cho nó biết nó sợ thôi, nhưng mà chim sâu thực sự cũng khó mà lai chuyển được cái tính của nó lắm. Thì mong cô chú anh chị á, hãy nghe video này phải hiểu về dì Út nha. Rồi rồi, để vô con ơi. Ông chào hai bác khỏe ha. Dạ. Rồi. Vô vô đây con thấy hình như là cái không khí á, nó như là nó không nóng lực ha, hình như nó khỏe nha. Nóng lực cho lắm tại nhờ mưa đúng không? À nhờ mưa. Thấy mát nè. Rồi vô ngồi đi đó. À, dạ. Rồi đi vô nước uống nè. Thôi khỏi khỏi khỏi, con không có uống đâu, con uống rồi. Trước khi ngồi để coi nhà Út có gì khác lạ không ta? Có gì khác không? Vào đây. Để nhìn để ủa ha. Nói kiểu này là phải dòm nha. Qua đây Út ơi. Trời ơi, cái giường mới à. Dạ hả? Ủa trời. Giường cây. Ủa cái giường cây luôn nha. Cắt lực lượng luôn. Tại vì cái giường kia cũng Mạnh Thường Quân cho. Dạ. Nhưng mà nó bị sụp hết trơn rồi, nó bằng sắt. Dạ. Nó sụp rồi sắt rồi cái Út bây dở ra, cái cô kia cũng cũng Mạnh Thường Quân nó cũng cho Út tiền mua cái giường này. Thôi giờ cái giường này Út ơi chia sẻ mình bật mí coi nó bao nhiêu. Cái này 5 triệu mấy à? 5 triệu mấy à? Rổ vậy vậy cô? Cô không biết bằng cái gì nữa. Mà hình như nó đẹp với nguyên cái bộ dạ, này luôn nè. Dạ. Cái này chắc là bằng bằng thông. Thông gỗ, gỗ thông ha, nhưng mà là gỗ ép rồi. À, gỗ thông này không ép. Nguyên cây. À, nguyên cây. Gỗ thông hay son đào á? Không, gỗ thông. Son đào thì nó sẽ mắc hơn nha. Cái kia này. Thôi Út vô ngồi đi Út ơi. Vô ngồi đi. Ngồi đi Út. Ngồi đi. Dạ. Thông hứa ngồi. Dạ. Có cần mặc áo ta dài không? Dạ không, được rồi Út ơi. Dạ. Mặc gì thì con. Ok. Nó lực. Vậy là tắt quạt đi, nó mới chĩa qua cô Út đi. Cho Út con mát đi. Dạ. Thôi thôi, được rồi, để cho Út đi. Tắt quạt đó đi. Cũng được, sao cũng được. Để cho Út mát đi chứ. Như cái này mình xả không hả? Dạ. Quên. Tại vì lâu quá rồi gặp có một lần hai lần gì hả? Nó đó. Út về sao hay quên quá à? Dạ. Ngồi đi chị. Vô ngồi đi. Ngồi im để em đặt máy. Cho Út mua cái giường này nè, cái giường kia ra ngoài. Út kêu người ta hàng lại. Hàng lại để ngoài trong Út ngủ. Vậy à? Vậy là chú Út ngủ ngoài hả? Ngoài luôn mà. Vậy mới đứt à. Thôi cô Út cũng đây. Đúng này. Còn hai vợ chồng của hai bé kia thì ngủ chung kia. Bé kia thì ở trong kia. Ờ. Phải kêu bé mới chịu hả? Ờ, bé phải được. Nó nói chứ không phải mà. 2, 3, Út giận cũng đứt. Đi đòn. Út giận cũng đuổi ra đúng. Tại vì á, ngủ gì mà từ đầu hôm mà ngủ cho tới 2, 3 giờ chiều. Nhiều khi 1, 2 giờ chiều cũng chừng. Ủa? Đó. Vậy là Út đã nghe được câu chuyện đó hả? Nghe chứ, Út nghe tại Út bắt clip lên Út coi hết trơn đó chứ. Mà cho con hỏi nghe là thí dụ mà như mà bà Sâu đó có làm cái gì mà nó phạt lòng Út không? Nó Út làm không có để cho vui được cái chỗ nào hết trơn. Nó chứ Út cũng rất là thương nó chứ không phải không thương. Ừ. Nhưng mà nó quá lì rồi, nói nó không có nghe. Ừ. Đó. Nó ngủ gì nhiều khi nhìn biết thôi, có bữa có lúc mà nó ngủ 5 giờ sáng thức dậy Út tiểu là thấy nó còn mò nằm nó bấm điện thoại đó. Gì? 5 giờ sáng á. Nằm đó bấm thôi. Nằm đó bấm vậy thôi. À. Đó. Rồi mới la, ông nói giờ này giờ nào rồi mà còn nằm bấm điện thoại hoài cái tắt. Ừ. Vậy đó. Rồi cái bắt đầu ban ngày cái nó bắt đầu nó ngủ lại, nó ngủ một giấc một cái nhiều khi 2 3 giờ chiều, nhiều khi 11 12 giờ cái nào cũng có rồi nó có. Đó gầy la nó cái nó nói mẹ tha thứ cho con đi. Con ngủ tới 7 giờ con thức, rồi là cũng phụng thì ra phụng thôi chứ không có mà sửa được cái chỗ nào hết trơn. Nhưng mà con thấy nó bán cái số mà nó phải thức sớm rồi nó bán chứ. Thì bởi vậy, nó thức dậy cái theo người ta biết lo sáng thức sớm đi. Thì đi lấy cái số đi lại ở đằng đại lý lấy về bán. Dạ. Cái để chia lại người ta. Được. Chia chừng 20-30 tấm vậy, cái đi bán hết 20-30 tấm thôi. Ừ. Chứ theo nó bán thì cũng được lắm. Không bao giờ lo tới. Đó ngày vậy đó nằm ngủ mà nó Út nói nó bán ra thì nó bán nó ăn. Thằng Đức bị đòn cái Đức
nó bán nó ăn chứ nó không có nuôi út cái gì hết, nó không có mua cái gì hết. Mà nhưng út nói thẳng ra cũng như là nó mua về nhà út cũng không ăn của nó, cái đồng tiền nó bằng nó ăn nó làm gì làm, út không có nhúng tay vô. Mà nói gì nói nó không có nghe. Út giận quá, bữa đó út có đuổi nó. Út nói mày bây giờ nói mày không nghe thì tao cho mày thời kỳ 5 ngày là mày hãy đi ra khỏi nhà tao, tao không cho mày ở trong nhà nữa. Rồi bữa đó bữa nay được 5 ngày chưa? À, nó nói gì chứ nó đi đâu, tại vì dặn nó gì nói gì. À dặn nói gì thôi ha. Đó, rồi nó đi ra đường rồi nó nói bữa hổm nó quay lên nó nói Út đuổi nó đồ này kia, nó có chỗ ở này kia. Nó về đây nó ở là mấy tháng nay ở Vĩnh Long, về đây ở mấy tháng nay lại đâu. Ông Út ơi con đất nè ông Út. Không sao đâu. Cái khúc đó là như là mình phải nói là cho rõ ràng lúc như lúc đó là Út là như gọi là nó hơi dặn đi, mới buông ra những cái câu nói đó thôi. Đúng, Út giận quá thì Út nói vậy. Chứ bây giờ Út suy nghĩ gì là Vinh đuổi nó rồi nó ở đâu? Nó không có nơi có chỗ nó ở. Nhưng mà phải giận nó, phải dằn nó, nhưng mà dằn nó thì dằn thôi. Dằn cái tiếng dằn đừng mà Út mang tiếng thêm chứ không có làm cái gì mà nói nó không có nghe được cái gì hết trơn á. Ôi vậy là nói chung á lúc mình tức thì mình nói vậy thôi. À. Nhưng mà tức nghe bả cũng đâu có đi đâu, bả cũng về đây. Nó đi đâu giờ? Từ ngày nó dưới nó về đây tới giờ ha, là nó ở đây, nó ngủ đây. Nhưng mà nó lên đứa nào ai quay nó thì nó cũng nói Út dẫn đuổi nó ra ngoài nó ở luôn. Thời gian trước nó cũng nói Út đuổi nó ra ngoài chùm mã nó ngủ luôn. Dạ. Mà nó có đi đâu nó ngủ, nó cũng ngủ ở nhà này không, mà nó đi mang cái tiếng cho Út vậy đó. À, thì đó thì khi mà gặp bà sau thì mới nói diện chuyện, nhưng mà vẫn mình nghe một phía đâu có được, nên bữa nay lên lại đây nè để gặp Út hỏi rồi cái chuyện gì. Tính là lâu lắm rồi mới gặp được con chim sâu. Ai vậy nó nói câu đó nó ủ thục kỳ vậy trời. Nó nói là nó về đây Út bỏ đói bỏ khát đó, Út nấu cơm sẵn cho nó ăn, nó về nó ăn mà nói nào cho ngay, cái nào có thì Út nó có, nó mở ăn chỉ cái buổi chiều thôi. Cái buổi sáng tại vì nó ngủ tới 2-3 giờ chiều, 1-2 giờ cái là thức dậy là quải cái cặp lên đi à, chứ không có ở nhà. Út nói chung ra còn hơn Út làm dâu cho nó nữa. Đúng rồi. Út ở nhà là Út làm hết, nhiều khi mấy bữa Út đau hổm Út đau ngăn ông Út không, sáng thức dậy quét nhà lau nhà, còn nó nằm trong mùng nó vẫn ngủ. Vậy đó, nó không có bằng động nó một cái móng tay nữa, Út không có nói gian. Giờ tính này là dâu mẹ. Thôi nói dâu mẹ con thì nó mang cái tội nó tội nghiệp nó, như mình làm dâu lại cho nó kỳ cục luôn á. Nói vậy đi. Ok đi thì thấy nào giờ như sau nó cũng vậy rồi. Thôi sẵn chán rồi chịu luôn đi. Bây giờ sao giờ Vinh? Đúng nói thiệt. Nhưng mà Long có hỗ trợ giúp gì nữa không cô? Thì nói nào cho ngay đi, thì lâu lâu thí dụ không có tiền thì Út kêu thì con cho mẹ tiền mua cá mắm gì ăn. Dạ. Thì nó có tiền nó cũng cho Út 100-200 ngàn chứ không có cho nhiều. Dạ. Nó vậy đi. Đó rồi hổm gà nó nói nó có thì gì đó, Út nói chừng nào mày có thì cho mẹ mua bao gạo. Gạo cũng gần hết ăn rồi. Thì nó cũng làm thinh đó, Út cũng không biết làm sao. Con thấy thì có đỡ hơn không Út ơi. Thì đúng rồi, đó giờ vậy đó. Nó có được cái xí đỉnh thà nó đỡ hơn lúc trước, mà ổng đi á thì lúc đó giai đoạn nó không có gì luôn. Mà nó làm ngay đi, nó đi về đây á thì nó chạy xe đồ cũng được. Nó chạy xe có lúc hiện ngày 100-200 ngàn, nhiều khi không có không chừng, nhiều khi cũng 70-80. Vậy đi. Rồi dạo này con thấy này kia là ông Long này kia cũng có bán này kia xâm lạnh này kia đó Út. Nghỉ rồi. Nghỉ. Ủa. Bán không có được. Mới đây là cái chùm chùm mới chạy vô tới cả nổ đồ chậm là bán được có 1 chai 2 chai thôi à, bán không có được. Ủa vậy là mình nấu ở nhà. Út tính Út không cho chưa có nấu. Út tính thì nó bán thử mấy ngày đầu đi, nếu mà nó bán được thì Út nấu cho nó đã bán. À, cái này là điếm lại điếm của anh ta. Điếm ra cũng không có lời, họ chỉ điếm 4 ngàn bán này 5 ngàn rồi có 1 ngàn bạc rồi tiền xăng tiền cò rồi sao ấy không có lời. Đúng rồi cái đó mình phải tự nấu, mình phải vậy mình tự nấu. Mà đối với mà như mà bán nước như vậy á, thường thường người ta kiếm một cái chỗ cố định, người ta để một cái thùng lên ta viết chữ lên ở đây có bán xâm lạnh. Là cái thùng đó, cái thùng nó có chữ cho hai bên, nó đặt hai bên là 2 miếng giấy đó đặt 100-200 ngàn dán ở trong cái thùng á. Dạ vậy cũng có đầu tư hết cái thùng với 2 miếng giấy dán này ha. Rồi vậy là lỗ ha. Lỗ rồi. Mấy trăm ngàn vậy đó. Im nữa rồi đó. Nếu mà như mà bán cái đó thì ta kiếm chỗ cái đường nào đó ta đặt nó ở một cái vị trí cố định thôi. Như Út cũng có nói nó vậy nè, thôi bây giờ con không đừng có chạy đi cho chi vô xa, đi vô đồng sâu đồng xa mà bán không có được, nó xa nó tốn xăng đồ này kia nữa. Thì sao rồi con lại chỗ người ta đánh già tài xỉ rồi đó, con bán nó nói không được mẹ ơi. Không mấy chỗ đó nói chung cũng không tốt, nhưng mà bây giờ nè quan trọng là nếu mà chịu bán đó thì kết hợp với bán dừa trái luôn, con thấy là để một chỗ thôi dừa với xâm lạnh là tuyệt vời. Mình không có cái chỗ nào mình bán, nhưng mà
Út thấy ở đây người ta cũng bán quá nhiều, bán cũng không có được, mình mới nữa rồi mình cũng không có bằng ta. Yeah. Thành ra bán được. Giờ ở đây từ ở trên Bến Đò xuống tới đây là biết nhiêu quán rồi. Tới Út lần này đây là tới đó là biết nhiêu quán rồi. Cái đó là theo nghĩ phải đặt băng rôn lên luôn, để cái quán này là của là chim sâu. Quán chim sâu hả? Ừ, quán Long Tứ hả? Ừ, đó vậy đó. Giờ có cửa đâu. Bây giờ nói chung ra Phụng bây giờ Út hết nói nó được. Ừ. Không còn nói gì được nó nữa. Không còn lại lẽ gì nữa ha. Đúng rồi. Ê, bữa mình mấy anh em mình gặp hình như cái bản tính nó vẫn là vậy, không có thay đổi đó. Gì hết. Vì Út còn la, Út nói đi thì gặp mấy chú quay thì đi về mà thay đồ, mặc bộ đồ gì đâu mà tờ thật á. Nói nó không có nghe. Nhìn thấy quái ha. Dẫu hết. Giang Sơn dễ đổi bản tính thì khó dời. Nói với một người bình thường thôi nó đã khó rồi. Mà khi mà chim sâu nó tưng tưng. Giống như không như không ổn định rồi đó thì nó không có hiểu cái đó là cái đúng hay cái sai. Nó cứ nghĩ là thích cái màu đó là mặc vô à. Đó, giờ hết đường bên rồi. Hôm nay hôm rày thì công việc cũng lâu, cũng long thì cũng ổn định ha Út. Thì giờ như thấy nó cũng ổn định, nó chạy xe đồ này kia vậy đó. Rồi như những cái công việc mà lúc trước ông làm đó, rồi ở trong chỗ này chỗ kia đó. Tại vì giờ người ta còn chưa? Kẹt cái người ta tính, người ta hứa nó là tháng 7 này hay gì nè. Tháng 7 là hả? Còn ở sao con thấy có một cái công ty không vô làm đó, xin không được. Không được luôn hả? Đã xin rồi ha. Dạ, xin rồi. Lúc đó mình xin vô bảo vệ hay là sao? Xin bảo vệ mà sau này bảo vệ mà nó đòi trình độ. Không, thời buổi bây giờ thì nó phải dĩ rồi. Ừ. Sao không xin vô mình làm lao động phổ thông á. Vô làm việc luôn tới trong luôn. Mình vô nó làm nó không đâu chữ nghiệm. Làm việc thì nhiều khi không cần trình độ đó. Còn nếu mà vô công ty bảo vệ nó phải có một cái mức độ nào, trình độ nó cỡ nào. Vô mình xin làm phổ thông thôi, đâu cần đâu. Chỗ đó thì công việc nó ổn định hơn. Tháng thí dụ nó lương này kia nó ổn định, có tăng ca thì mình lương mình nhiều hơn, chăm sóc gia đình nó sẽ ổn áp hơn. Chứ thời buổi bây giờ con hôm nay lại cũng nói số điều nhưng mà góp ý ha. Bây giờ nói chung là nhà ai cũng có xe, không là gì nó sẽ bấp bênh lắm. Thì đó thì chạy thì có bữa thì có bữa thì không. Yeah. Nhưng mà có bữa nào nó chở mối cũng như nó chở hàng rồi cho nhỏ ở chỗ nó ngồi đó. Nó chở cũng như mà nước sơn đồ chở ga đồ vậy đó cho nó, như đi giao đây giao cho nó vậy đó, qua sông rồi này kia nó làm ngay, nó không phải mà chạy xe được nhiều, nhưng mà nhờ có một cái như nó chở mối mối vậy đó. Còn không nữa, có một cái này nữa nè, là ông cũng có điện thoại nè, cũng chạy xe giỏi chứ. Thì làm shipper đó, cũng tháng mười mấy thì đâu ít vậy. Ổng rành đường đây không? Ổng rành đường đâu? Ồ, rành vậy làm shipper ngon đó nha. Shipper ngon sợ xin không biết nó cho không á. Shipper bây giờ con nói Út cái gì cũng phải thử. Đúng rồi, mình ngồi ở nhà mình đóng mò là không bao giờ có việc gì vậy. Nhưng mà ông biết xài điện thoại không? Biết chứ, ứng dụng á. Ừ. Ứng dụng app này kia rồi đó. Ổng làm youtuber nghĩ sao không biết chở dữ vậy. Ờ nó hồi đó nó đi ở ngoài Vũng Tàu phải mà một mình nó, mà nó dám đi về đây một mình á, nó chờ ở trong cái định vị đó. Bây giờ ông chảy rồi, từ ở trong ngoài Vũng Tàu mà nó đi về đây một mình đó, là cái đi ngày đó Út không nghỉ ngơi, không có ngủ yên được nữa. Tại vì thấy con hồi đó tới giờ nó đâu có đi đâu mà nó biết. Ừ. Mà nó dòm vô cái điện thoại nó đi được á. Chúng ta chạy nắng rồi mấy triệu không á, chứ hết gì đâu. Thời buổi bây giờ, thời buổi mà ngồi ở nhà mà mua đồ không à. Dạ. Shipper hiện tại giờ là làm rất là hay. Ừ. Phải nói cực kỳ luôn á. Bây giờ hầu như là người ta không có lại shop ta mua đồ nữa, mà ta mua qua mạng cơ mà. Đúng rồi. Thì những cái shipper lúc thời điểm này là như là đang thịnh hành nhất. Ừ. Nó còn hơn là chạy không đơ ôm nữa. Ta chạy suốt ngày luôn, trời ơi, tháng thì biết kiếm nhiêu tiền. Mình hay gặp gì? Được lông để mình khuyên không ha. Đúng rồi, phải có ổng là kia mình. Đi đâu rồi, hai đứa nghe ai điện kêu đi đâu đó. Đi rồi. Ủa? Hồi nãy con gặp ổng ngồi đằng kia kìa. Đi hả, còn ngồi đằng hả? À, ngồi ở đằng để đợi khách này kia mà thấy cái khách đâu không có. Ngồi có con kia ngồi đằng không? Không. Út cũng biết. Thì tụi con lại góp ý Út vậy đó. Ừ. Nó nói chung cũng muốn tốt cho ổng với gia đình thôi. Có mình có thu nhập Út, nó ổn định. Thấy hổng gài á, cũng như Út bắt lên Út coi là Út nghe nó nói là mẹ không cho lại nhà quay. Út cũng có nói vậy. Út nói để Út bữa nay như là Út cởi mở Út nói cho mấy đứa nghe lại. Nhiều khi mấy đứa không biết, mấy đứa buồn Út. Út nói vậy, ví dụ giờ quay Út lại vẫn cho quay chứ không phải không cho
mà quay những cái lời nào mà Út nói sao thì nói y thinh lại vậy giùm Út. Chứ đừng có thêm bớt hay là nói là chỉ chỏ nói Út là khó khăn với chim sâu đồ này kia là chửi bới chim sâu là cái đó em Út không đồng ý. Rồi hôm nay Út thấy tụi con lên clip nói chim sâu đúng không? Được không? Rồi Út nghe không biết đứa nào nói vậy nè, nói ủa sao kỳ vậy? Sao hồi mà chưa có nhà, chưa có đồ mà còn để cho mà phải túp lại quay, mà bây giờ có đầy đủ trong nhà rồi mà không cho phải túp lại quay. Đó, nếu mà nói như vậy là nói Út phụ lòng mấy đứa. Nói chung ra Út cũng nhớ cái ơn, đứa nào cũng nhớ cái ơn hết, giúp đỡ Út mới được như vậy. Út không bao giờ phủi ơn. Đó, tại vì con chim sâu nó không hiểu, nó nói như vậy rồi mấy đứa không biết, mấy đứa buồn Út. Bằng cũng như Út nói như vậy, Út nói là quay thì lại quay, Út cũng dẫn cho quay. Còn nếu mà quay một mình con chim sâu thì lại đằng quán quay. Út không chịu lại đằng này. Còn nếu mà muốn gì quay trong cái nhà Út thì Út cho lại quay bình thường. Đó, Út có nói vậy. Rồi nó không biết, nó nói là mẹ không cho lại đằng quay. Đó, Út không phải mà Út không cho. Vậy là chim sâu nó thêm muối. Giống như nó truyền lời nhưng mà nó không có đưa rõ ý. Để rồi mấy đứa không biết, mấy đứa nói sao mà hồi đó bà chưa có gì, bà còn cần phải tức, mà giờ bà có đầy đủ rồi, bà không cho lại. Cũng không bao giờ cũng nghĩ như vậy. Đứa nào cũng nhớ cái ơn hết trơn. Đó, vậy đó. Sao không bao giờ cũng nói vậy đâu. Tại chắc đại tánh nó hay quên á, là đẳng nó như nguyên câu mà nó nhớ được có mấy chữ thôi. Vậy nó nói không hiểu. Giống như là cấm không cho quay vậy. Nhớ vậy đó. Bữa đó với già cầu này, nó nói nó đi xuống, nó ở này kia, tùm lum chứ, thấy nó ở với già cầu, cầu nào không biết. Ủa đâu bán vé số mà. Quá rồi. Mà hiện tại giờ chim sâu có bán vé số, có mua gì gì cho không, đó, không bao giờ có. Không. Nhưng mà nó mua về Út cũng không ăn. Dạ. Những cái đồng tiền của nó mua là Út không có ăn vô cái gì của nó. Đó bữa đó sao, bữa đó mà Út giận Út nó đuổi nó đi đó, Út cho nó thời kỳ 5 ngày. Dạ. Cái bữa đó đi cái nó làm như là nó mua chuột Út. Dạ. Cái gì nó thảy cho Út 50 ngàn. Dạ. Nó nói vậy nè, mẹ ơi con đưa mẹ 50 ngàn nè, mẹ cho con ở lại đây đi. Dạ. À, cho nó không, tao đâu phải nhà trọ đâu mà mày đưa tiền cho tao mày ở. Đó Út nói vậy, Út có nói vậy. Tao không lấy đâu mày cất đi. Dạ. Út không có gớ cái đồng tiền của nó một đồng bạc nào hết. Dạ. Là không, nó mua cái gì về nhà Út cũng không ăn. Dạ. Vậy đó. Dạ. Mới biết mua chuột nữa ta. Im đi. Có thể 50 ngàn mà nó còn nói một câu nữa đó. Mẹ ơi, mẹ chờ con cho mẹ 50, con đưa cho mẹ 50 ngàn chứ không có nói cho nghe. Đưa cho mẹ 50 ngàn. Nhà trọ ghẻ gì. Mẹ cho con ở lại đây đi. Nhà trọ ghẻ gì. Nhà trọ mà ở suốt đời mà có 50 ngàn. Này là quán trọ Trần Giang nè, mà muốn ở sao ở ha. Bây giờ khỏe vậy tụi con cũng mừng. Tại vì những cái biến cố mà giữa mẹ chồng nàng dâu này đó đó, nó nhiều khi nó làm cho tinh thần của mình đó là người mẹ nó cũng không thoải mái. Nhưng mà qua thời gian rồi thì thấy chắc cũng ổn được tinh thần ha Út. Thì bây giờ Út nói chung ra thì nhà cửa thì Út khỏe rồi. Còn như vật chất như là ăn uống tiền bạc thì bán gà hay này kia có nhiều thì ăn nhiều. Vậy nó có gì ăn đấy. Thấy bây giờ hiện tại là nhà của cô Út bây giờ nè, ở cả nhà mình họ cũng thấy vậy đó, đồ đạc này kia là vẫn còn nguyên. Đó, ngon lành. Út không có ấy cái gì hết. Dạ, có gì thì ăn đấy chứ không bao giờ gớ cái những cái gì của Mạnh Thường Quân cho Út. Như vậy mới quý đó Út ơi. Đúng rồi. Quý người ta cho mình cái máy mà của cô cho đấy ha, cái máy mà máy hấp đó. Út cũng ít có xài tại vì Út để đó rồi, mấy bà nói cái đó bà không xài thôi bà bán đi, tôi nói không. Nhà bán nhiều tôi cũng bán hết, tôi không xài tôi cũng để đây kỷ niệm của cô cho. Thì tôi để lại đó. Hư cũng để đó. Hư cũng để đó. Nó vậy. Nó không xài để với hư tôi nó kệ, hư thì thôi. Dạ, cái gì trong này là tại không có cái gì hết. Cái đồng tiền mà như mình nhận của người khác á. Dạ. Nó cũng như là nó do không phải cái sức lực của mình bỏ ra thì cũng như là gọi là tiền phước gì đó. Mình sử dụng đúng á thì nó cái tương lai sau này của mình nó sẽ rất là tốt. Còn khi mà mình mà có cái gì đó mình bán một cái đi là thấy rồi vậy đó. Không, Út không gớ cái gì hết. Có tài tiếng vậy đó. Có tiền thì mua cá ăn nhiều, còn không có thì ăn ít, chứ không có bao giờ gớ cái gì của Mạnh Thường Quân cho hết. Quý cái vấn đề là cho dù mình cũng hơi thiếu thốn nhưng mà mình không có lấy những cái món quà của người ta cho bán đi đó. Thì đâm ra người ta sẽ không có cảm tình với mình nữa. Đó người ta cũng thấy, người ta cũng mất cái tình mất, thương với mình. Mất niềm tin nữa. Dạ, đó. Bởi vì không có gì là y thinh nó không có người ấy gì hết. Tao thấy không có đồ con mới cho. Dạ, đó đó. Ôi mừng dữ lắm, được nhiêu đây là mừng không bao giờ. Thôi cũng chúc mừng sức khỏe đi. Quan trọng là lớn tuổi thì thấy sức khỏe có vậy là con cũng thấy vui lây giùm.
Út nó nào ngay đi, giờ thì Út nó có cái bệnh đường nó cũng thôi, gì tạm biệt cho Út nha. Dạ rồi.